Rồi, bữa nay mình sửa Cambridge English IELTS 11 test 3 reading passages to great migrations. Những cái cuộc mà di cư vĩ đại ha. Rồi, đầu tiên mình làm gì các bạn? Đọc qua các câu hỏi thì các cái dạng câu hỏi từ câu 14 đến câu 18 nó sẽ là true for not given. Có thông tin, cái câu 14 đến câu 18 mà có thông tin ở trong bài thì mình đánh là true. Còn thông tin mà trái ngược với trong bài thì là false, không có thông tin thì là not given. Tiếp tục mình xuống từ câu 19 cho đến 22 là cái dạng mà sentence completion, tức là mình sẽ ráp từ câu 19 đến câu 22 với từ những cái đoạn mà từ A cho đến cái mục G, sao cho thành một cái câu mà nội dung của nó khớp với bài đọc nội dung ở trong bài mình. Rồi từ câu 23 cho đến câu 26 là điền vào chỗ trống ha, tức là summary completion. Bạn liên quan đến migration of pronghorn, tức là cái cuộc di cư của cái loài gì đó. Pronghorn trong bài nó sẽ là linh dương sừng nhánh, nhưng mà nếu không biết thì nó là tên riêng, cho nên các bạn cứ kiếm cái tên con này và liên quan đến cái cuộc di cư của nó, thì mình sẽ đọc cái nội dung và tóm tắt lại thông tin, sau đó quay qua đây mình điền cái từ ở trong bài sao cho nó phù hợp. Ok, rồi mình qua mình đọc đoạn 1 ha. Animal migration, however, is defined is far more than just the movement of animal. It can loosely be described as travel that takes place at regular intervals, often in an annual cycle, that may involve many members of a species and is rewarded only after a long journey. It suggests inherited instinct, cái sự cuộc di cư của động vật. Tuy nhiên thì nó được xác định không chỉ là những sự di chuyển của những cái con thú vật, mà nó được mô tả một cách lỏng lẻo như là cái cuộc di cư mà nó diễn ra một cách đều đặn và thường là chu kỳ hàng năm. Nó liên quan đến nhiều thành viên của một loài và được tưởng thưởng chỉ sau một cái chuyến hành trình dài. Nó được đề nghị như là một cái bản năng mà được thừa kế. Rồi ok, mình qua mình thấy xuất hiện cái tên của nhà sinh vật học là Hildingo, thì nó liên quan đến những cái câu mà phía bên đây của mình là câu 19 là according to Dingle, câu 20 là chuẩn bị cho migration và during migration là trong suốt cái cuộc di cư. Mình sẽ đọc khúc này mình trả lời cho ba câu đó ha các bạn. The biologist Hildingo has identified five characteristics that apply in varying degree and combination to on migration. They prolong movement that carry animals outside familiar habitats. They tend to be linear, not zigzaggy. They involve special behavior concerning preparation, such as overfeeding and arrival. They demand special allocation of energies, and one more migrating animal maintain an intense attentiveness to the greater mission. We keep them undistracted by temptation and undeterred by challenges that would turn other animals aside. Nhà sinh vật học là Hildingo đã xác định 5 cái đặc tính mà có thể áp dụng và cái mức độ kết hợp của chúng đối với tất cả các cuộc di cư. Chúng nó là cái sự di chuyển kéo dài mà nó mang những con thú vật này ra khỏi cái môi trường sống quen thuộc. Chúng có cái xu hướng là theo đường thẳng chứ không phải là theo đường chích chắc, và chúng liên quan đến những cái hành vi đặc biệt mà liên quan đến sự chuẩn bị, ví dụ như ăn uống quá mức và cái sự đến nơi. Chúng yêu cầu phân bổ một cách đặc biệt cái nguồn năng lượng, và một cái điều nữa là những cái con vật mà di cư thì duy trì cái sự chú ý một cách cao độ cho cái nhiệm vụ hoặc là sứ mệnh lớn hơn, mà giữ chúng khỏi cái sự sao nhãng bởi những cám dỗ hoặc là làm nản lòng bởi những thách thức mà nó có thể dạt những cái con thú khác sang một bên. Rồi vậy cái nhà sinh vật học là Hildingo này xác định được 5 các đặc điểm, trong đó cái đặc điểm thứ hai nè thì chúng nó làm sao các bạn? Mấy cái con chim này nó có xu hướng là sẽ bay theo cái đường thẳng chứ không phải là đường zigzag ha. Và bên đây giúp mình trả lời được câu 19 là theo như according to Dingle thì migratory route are likely to, tức là cái tuyến đường mà di cư thì nó có xu hướng sao các bạn? Follow a straight line ha. Ok, câu G của mình ha là trả lời cho câu 19. Rồi ok, tiếp tục câu 20 là to prepare for migration, để chuẩn bị cho cái cuộc di cư thì những cái con vật animal are likely to, những cái con vật này nó dường như sao các bạn? Nó ăn uống quá mức ha. Ngay chỗ khúc đặc tính này là đặc tính thứ ba nè, đây voice special behavior ở bên đây của mình liên quan đến cái việc chuẩn bị, ví dụ như là ăn uống quá mức và cái chỗ đích đến nè. Thì như vậy câu 20 này mình sẽ chọn là to prepare for migration, thì những cái con vật của mình nó có xu hướng là
eat more than they need for immediate purposes, là ăn uống nhiều hơn là cái những cái mục đích trước mắt, là để chuẩn bị cho phân phối. Ở đặc tính thứ tư là ổng sẽ chỉ định lại cái nguồn allocation of energy nè, cho cái nhu cầu mà chỉ định cái năng lượng một cách đặc biệt. Ok, là họ chúng nó sắp xếp cái năng lượng sau đó để cho đủ cái nguồn năng lượng mà bay trong một cái chuyến đi dài. Rồi tiếp tục bên câu 21, thì trong suốt cái quá trình di cư, during migration, animal are unlikely to, trong suốt cái quá trình di cư thì những cái con vật này nó lại không có khả năng, nó dường như là không có cái gì, be discouraged by difficulty, tức là nó bị discouraged, làm nản lòng bởi những cái khó khăn ha các bạn. Đó là câu 21 của mình, là cái câu A, nó nằm ở cái chỗ là trong suốt cái này thì họ tập trung, chúng nó intent attentiveness to the greater mission, tức là tập trung vào một cái nhiệm vụ mà nó vĩ đại hơn, cái sứ mệnh lớn hơn, mà nó giữ cho chúng khỏi bị sao nhãng bởi những cái cám dỗ nè, hoặc là nản lòng bởi những cái thách thức mà nó có thể bỏ những cái con vật này sang một bên. Ok, rồi. Rồi mình qua đọc tiếp đoạn 2 ha các bạn. A Natick Tern on its 20,000 km flight from the extremes of South America to the Arctic Circle will take no notice of a nice smelling herring offer from a bird watcher boat along the way. While local gun will die voraciously for such handout, the tern flies on. Một cái con nhạn bắc cực trên cái tuyến đường bay 20,000 cây số từ cái cực nam của Nam Mỹ cho đến vòng của Bắc Cực thì sẽ lờ đi một cái con cá trích thơm tho mà được những cái người ngắm chim đưa ra từ dọc theo cái tuyến đường, trong khi cái con nhồng biển thì sẽ ngụp lặng đối với những ăn ngấu nghiến những cái thứ mà được cung cấp như vậy, thì cái con nhạn nó lại tiếp tục bay đi. Như vậy cái khúc này nó sẽ trả lời được cho mình câu 14 ha. Mình thấy cái từ khóa của nó ở bên đây là cái con nhạn biển, the Arctic Tern, ngay chỗ này ha các bạn, thì nó phù hợp, và các con locogon, hai con chim này nó phù hợp cho câu 14 của mình bên đây, là cái locogon are migrating Arctic Tern behave in the same way when offered food, tức là cái con mà nhồng biển á, và cái con nhạn bắc cực mà di cư thì nó sẽ hành xử cùng, in the same way thì lại giống nhau, khi mà được đưa thức ăn thì nó khác nhau hoàn toàn. Câu 14 của mình ở chỗ này nó sẽ là sai ha các bạn, nó đâu có giống đâu. Một con á, thì ngụp lặn ăn, là cái con locogon này nó ngụp lặn nó ăn những cái con chim, cái con cá trích mà được những cái người ngắm chim họ đưa cho ăn, trong khi cái con Arctic Tern, là cái con nhạn này, thì nó lờ đi, nó bay, nó tiếp tục bay đi, nó nằm ở ngay chỗ này. Thì câu trả lời 14 mình sẽ là phone ha. Con nhồng biển thì nó ngụp lặn ăn ngon lành luôn, trong khi con nhạn thì nó lại tiếp tục bay, fly on. Why the Arctic Tern resists destruction? Because it is driven at that moment by an instinctive sense of something we humans find admirable, larger purpose. In other words, it is determined to reach its destination. The bird senses that it can eat, rest, and mate later. Right now, it is totally focused on the journey. Its undivided intent is arrival. Tại sao cái con chim nhạn biển thì nó kháng lại được cái sự sao nhãng? Bởi vì vào thời điểm đó thì nó bị lèo lái bởi một cái bản năng của một cái thứ mà con người rất là đáng ngưỡng mộ, đó là cái mục đích lớn hơn. Nói một cách khác, nó tập trung vào cái việc đi đến cái đích đến của nó. Cái bản năng của con chim cho thấy rằng nó có thể ăn, nghỉ ngơi và giao phối sau này. Ngay bây giờ thì nó tập trung hoàn toàn vào cái chuyến đi, và cái ý định mà không phân chia của nó là cái mục đích đến. Như vậy cái khúc này mình sẽ thấy được cái con chim nhạn biển này nè các bạn, the Arctic Tern ha, là cái từ khóa của mình trả lời cho câu 22. Bên câu 22 ta nói là the Arctic Tern illustrates migrating animal ability too. Cái con chim nhạn biển thì nó minh họa cho cái khả năng của cái động vật mà di cư á, là gì các bạn? Nó là ignore destruction ha. Nó kháng lợi, nó bỏ qua cái sự sao nhãng ha các bạn. Ok, nó rất là tập trung cao độ cho cái mục đích đến của nó, cho nên mình chọn câu 22 là E ha. Ok, trên cái chuyến đường đi của nó thì nó không có bị hấp dẫn bởi những cái con cá trích thơm tho
Ok, nó chỉ tập trung một cái chuyện là đích đến của nó thôi, và nó có cái bản năng của loài chim này á, thì nó nói là nó có thể ăn nè, nghỉ ngơi nè, giao phối sau này khi mà tới đích. Ok, ngay chỗ này mình đánh vô là câu 22 ha. Rồi. Rồi ok, mình qua tiếp đoạn 3 bên đây ha. Reaching some gravelly coastline in the Arctic, upon which other Arctic tern had converged, will serve Isla the purpose as shaped by evolution, finding a place, a time, and a set of circumstances in which it can successfully hatch and rear up spring. Tiếp cận một cái bờ biển đầy sỏi đá nào đó ở Bắc Cực, mà dựa vào đó thì những cái loài nhạn biển khác cũng hội tụ, sẽ phục vụ cho một cái mục đích lớn hơn, như là đã định hình bởi quá trình tiến hóa, là tìm một cái địa điểm, một cái thời gian và thiết lập một số những cái hoàn cảnh mà trong đó chúng có thể nở trứng thành công và nuôi con thành công. Ok, do cái khúc này nó không trả lời câu nào hết cho nên mình qua đoạn tiếp theo, đoạn 4. But migration is a complex issue. And biologists define differently depending in part on what sorts of animal they study. Nhưng mà di trú là một cái vấn đề phức tạp và các nhà sinh vật thì định nghĩa nó một cách khác nhau, tùy thuộc một phần vào cái loại động vật nào mà họ nghiên cứu. Như vậy cái tới cái dòng 1 này nè các bạn, thì nó sẽ giúp mình trả lời được câu 15 ha. Bên câu 15 người ta nói là expert definition of migration tend to vary according to their area of study, tức là định nghĩa của các chuyên gia về di trú thì có khuynh hướng nó thay đổi tùy thuộc vào lĩnh vực mà họ nghiên cứu. Thì đúng rồi ha các bạn, ở bên đây người ta nói là tùy thuộc vào cái con vật mà họ, một phần vào cái loại động vật mà họ nghiên cứu thì nó tương đương với bên kia, nó nói hơi khác tí xíu là cái lĩnh vực mà họ nghiên cứu ha. Joe Berger of the University of Montana, who works on the American pronghorn and other large terrestrial mammals, referred what he called simple practical definition suited to his beast, movement from a seasonal home area away to another home area and back again. Generally, the reason for just seasonal back and forth movement is to seek resources that are available within a single area year-round. Joe Berger của trường đại học Montana, cái người mà nghiên cứu về linh dương sừng nhánh của Mỹ và các cái loài động vật có vú sống ở trên cạn lớn khác, thì thích cái mà ông ấy gọi là một cái định nghĩa thực tế và đơn giản phù hợp với những con thú của ông ấy. Sự di chuyển từ một cái khu vực ở nhà theo mùa đến một cái khu vực ở nhà khác và quay trở lại, nói chung cái lý do cho những cái di chuyển mà qua lại theo mùa như vậy là để tìm kiếm cái nguồn tài nguyên mà nó không có sẵn ở một cái khu vực quanh năm. Rồi ok, mình qua tiếp. But daily vertical movement by Jill Flanton in the ocean, upward by night to seek food, downward by day to escape predator, can also be considered migration. So can the movement of aphid when having depleted the young leaf on one food plant, their offspring then fly onward to a different host plant, with no one aphid ever return to where it started. Nhưng mà sự di chuyển theo phương thẳng đứng của những cái sinh vật phù du ở trong đại dương, di chuyển lên vào ban đêm để tìm kiếm thức ăn và di chuyển xuống vào ban ngày để trốn thoát khỏi những cái con dã thú ăn thịt, thì cũng có thể được xem như là một sự di trú, hoặc là có thể sự di chuyển của các loài sâu bọ khi mà những cái gặp cái sự cạn kiệt của những cái lá non ở trên một cái cây mà làm thức ăn và con cái của họ, thì rồi bay đi tìm một cái cây chủ khác mà không có một cái con sâu bọ nào, thậm chí là quay trở về cái nơi mà nó bắt đầu. Như vậy ngay cái khúc này nè các bạn, nó sẽ giúp mình trả lời được bên đây là câu 16 ha. Câu 16 ta nói là very few experts agree that the movement of aphids can be considered migration. Thì cái này nó là not given ha các bạn, tức là người ta nói gì đây, một vài một very few expert, few là một vài, a few là hầu, a few là một vài. Như vậy thì very few expert là hầu như không có cái chuyên gia nào đồng ý rằng cái sự di chuyển của sâu bọ thì có thể được xem như là một cái sự di trú ha. Thì ở đây người ta có nói tới cái sự đặt ra hai cái câu hỏi thôi. Tức là thứ nhất là cái của những cái con zooplankton, tức là sinh vật phù du ở dưới biển á, có phải là sự di trú hay không ha. Rồi cái thứ hai là cái sự di chuyển của sâu bọ cũng vậy. Thì tại vì sao
khi mà họ mấy con sâu bọ này nó ăn mấy cái lá non á, và sau đó nó cạn kiệt thì nó lại bay đi kiếm cái lá khác và không bao giờ quay trở lại cái nơi bắt đầu. Thì có đề cập đến cái sâu bọ ở đây ha, nhưng mà người ta chỉ đặt ra cái câu hỏi thôi, chứ còn không có chuyên gia nào là khẳng định là mấy cái sự di chuyển của mấy con sâu bọ này từ cây này sang cây khác là một sự di trú hết các bạn. Vậy câu 16 mình sẽ đánh vô là not given ha. Ok, rồi mình qua tiếp. Còn một phần của cái đoạn trang 69 này ha. Dingle, an evolutionary biologist who studied insects, his definition is more intricate than Berger, citing those five features that distinguish migration from other forms of movement. They allow for the fact that, for example, aphid will. Rồi mình dịch trước khúc này để mình trả lời câu 18 ha. Dingo thì là một nhà sinh vật học tiến hóa, và cái nghiên cứu ông, cái người mà nghiên cứu về côn trùng, định nghĩa của ông ấy thì nó phức tạp hơn là của Berger, và nêu ra năm cái đặc điểm mà nó phân biệt sự di trú với những cái hình thức di chuyển khác. Thì như vậy cái khúc này nè các bạn, nó sẽ giúp mình trả lời được cái câu ở bên kia là câu số 18 ha. Mình qua câu 18, mình nói mục tiêu nè. Dingo aim is to distinguish between the migratory behavior of different species. Vậy cái này nó bị sai rồi. Tức là cái mục đích của ông Dingo là để phân biệt giữa những cái hành vi di trú của những cái loài khác nhau. Mình so với cái câu ngay chỗ này thì nó sai ha. Chỗ này là ổng nói là cái mục tiêu của ổng là nêu ra là ổng phân biệt năm cái đặc điểm, tức là gì, five feature, mà nó phân biệt cái sự di trú từ những cái hình thức di chuyển, chứ không phải là phân biệt cái hành vi di chuyển của những cái loài khác nhau. Hai cái ý này nó xa vời nhau, nó không có giống nhau các bạn. Ở đây là nè, câu 18 là phân biệt giữa gì đây, hành vi mà di trú của nhiều cái loài khác nhau, còn bên kia là ổng chỉ có là phân biệt cái gì, phân biệt những cái sự di trú nè từ những cái hình thức của sự di chuyển mà thôi. Như vậy câu số 18 này mình đánh vô là fawn ha. Rồi, rồi ok, mình tiếp tục. Từ cái thực tế này ha, đây allow for the fact that, chúng cho phép từ cái thực tế là ví dụ như aphid, sâu bọ thì sao, when they become sensitive to blue light from the sky when it's time to for take off on their big journey, unsensitive to yellow light reflected from tender young leaf when it's appropriate to land. Tức là sâu bọ ở bên đây ha, thì nó có thể trở nên rất là nhạy cảm với cái ánh sáng xanh từ bầu trời khi mà đến cái thời điểm để cất cánh ở trong cái chuyến hành trình lớn của chúng, và rất là nhạy cảm với cái ánh sáng vàng mà được phản chiếu từ những cái chiếc lá non khi mà chúng thích hợp để hạ cánh. Như vậy bên câu 17 á các bạn, người ta hỏi gì đây, aphid journey are reflected by change in life that they perceive, tức là những cái chuyến du hành, những cái chuyến đi của sâu bọ thì nó bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi của ánh sáng mà nó nhận thức. Thì như vậy là đúng rồi ha, tức là ánh sáng xanh là nó cất cánh, mà ánh sáng vàng của cái lá non thì nó sẽ hạ cánh. Mình vừa mới đọc xong, vậy câu 17 này là true ha các bạn. Ok, rồi mình đánh vô ngay chỗ này, đánh dấu ngay chỗ này thì nguyên đọc nguyên khúc này nè, nó sẽ là trả lời cho câu 17 của mình ha. Tức là chuyến hành trình của mấy con sâu bọ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Rồi mình tiếp tục còn khúc mình đọc tiếp ha. Birds will flatten themselves with heavy feeding in advance for a long migrational flight. The value of his definition, Dingo argued, is that it focuses attention on what the phenomenon of wildebeest migration share with the phenomenon of the aphid, and therefore help guide researcher toward understanding how evolution has produced them all. Con chim thì nó sẽ vỗ béo trước một cái tức là với nhiều cái thức ăn trước một cái chuyến bay mà di trú dài, và cái giá trị của cái định nghĩa của ổng theo như ông Dingo ổng lập luận là nó tập trung cái sự chú ý vào cái mà cái hiện tượng di trú của con linh dương đầu bò chia sẻ với cái hiện tượng của những cái con sâu bọ, và vì vậy có thể giúp hướng dẫn những nhà nghiên cứu đến cái sự hiểu biết bằng cách nào mà sự tiến hóa đã tạo ra tất cả bọn chúng. Rồi ok, do cái đoạn này nó không trả lời nào hết nên mình qua đoạn tiếp theo ha các bạn.
Human behavior, however, is having a detrimental impact on animal migration. The pronghorn, which resembles an antelope, though they are unrelated in the fastic land mammal of the New World, one population which spend the summer in the mountainous Grand Teton National Park of the western USA, follow a narrow route from its summer range in the mountain, across the river, and down onto the plain. Here, they wait out the frozen month, feeding mainly on seabrush, blow clear up snow. Tuy nhiên thì hành vi của con người lại có những cái tác động có hại lên cái sự di cư của thú vật. Linh dương sừng nhánh nó khá giống với linh dương, mặc dù chúng không có quan hệ huyết thống, là một cái loài động vật có vú ở trên cạn nhanh nhất ở tân thế giới, một cái quần thể mà nó đã trải qua mùa hè ở những cái vùng núi, đồi núi ha, của công viên quốc gia Grand Teton của miền Tây của nước Mỹ, theo những cái lối đi hẹp từ phạm vi mà mùa hè của nó ở trên núi, và băng qua những cái con sông đi xuống đồng bằng ha. Ở đây thì chúng chờ đợi qua những cái tháng mà đóng băng ha các bạn, và ăn thức ăn chủ yếu là những cái cây ngải đắng mà được thổi sạch tuyết. Như vậy ngay chỗ này nè các bạn, mình sẽ thấy cái linh dương sừng nhánh ở ngay chỗ này ha, thì nó là cái từ khóa để trả lời cho cái câu cuộc di cư của linh dương sừng nhánh từ 23 cho đến 26. Mình thấy linh dương sừng nhánh ngay chỗ này rồi, đồng thời mình sẽ thấy được là cái công viên quốc gia National Park. Nhưng mình đọc ngay chỗ này là linh dương sừng nhánh thì reply on the eye side on to avoid predator. Linh dương sừng nhánh thì nó phụ thuộc vô cái thị lực và cái gì đó để tránh cái giả thú, những cái con thú ăn thịt, thì mình chưa thấy từ cái khúc nãy giờ. Nhưng mà one particular population summer habitat is a national park and their winter home is on the where they can go to avoid the danger presented by the snow at that time of year. Tức là một cái habitat là cái quần thể, một cái môi trường sống mùa hè ha, của một cái quần thể mà đặc biệt ở tại công viên quốc gia. Đó là cái gì các bạn? Đó là cái nói về đề cập cái con linh dương sừng nhánh này. Và cái ngôi nhà, tức là cái nơi sinh sống vào mùa đông của nó thì ở đâu? Ở đây người ta nói ở đâu? Nơi mà chúng có thể tránh cái sự nguy hiểm mà được presented, nguy hiểm mà mang đến bởi cái tuyết ha, vào cái that time of year, vào cái thời điểm đó trong năm. Thì nếu mà ở đây nè, bạn đọc về thì bạn chữ không à, mình không hiểu. Nhưng mà nếu mà bạn hiểu á, thì cái những cái con linh dương này nè các bạn, thì thật sự nó giống như, hoặc là nó giống như con dê, nó sống ở trên núi ha, những cái vùng núi của công viên quốc gia này. Thì khi mà mùa đông á các bạn, ngay chỗ này nè, mùa đông thì nó sẽ bị giết hoặc chết rất nhiều nếu nó bị tuyết lở. Như vậy nó sẽ đi xuống đồng bằng để làm chi các bạn? Nó tránh nè. Cái sự nguy hiểm này người ta không có nói trong bài, nhưng mà các bạn cứ tìm hiểu ha. Thì cái sự nguy hiểm này ở đây chính là do tuyết lở đó các bạn, cho nên nó mới đi xuống đồng bằng để nó tránh tuyết, và như vậy thì nó phải ăn những cái cây ngải cứu này nè, để nó qua cái mùa đông lạnh lẽo này. Như vậy ngay chỗ này phù hợp, mình sẽ chọn ngôi nhà mà mùa đông, cái nơi sinh sống mùa đông của nó là ở đâu các bạn? Là ở đồng bằng ha. Ok, hồi nãy mình đọc ở trong bài ngay chỗ này, mình thấy cái công viên quốc gia nè, National Park Grand Teton. Ok, rồi người ta mới đề cập là cái quần thể này, one population, tính là cái pronghorn này nè các bạn. Đó, thì nó theo những cái lối đi hẹp ha. Mùa hè thì nó sống ở cái khu vực mà núi của Grand Teton này. Nhưng mà khi mà mùa đông đến thì chúng sẽ phải băng qua những cái con sông nè, đi xuống down onto the plain. Vậy the plain là đáp án của câu 24 ha. Và ở đây thì chúng chờ đợi qua những cái tháng mà frozen, là băng giá luôn, feeding mainly on seabrush, blockly up snow, tức là sống chủ yếu dựa vào những cái cây ngải đắng mà được thổi sạch tuyết. Vậy câu 24 mình điền vô là plains các bạn. Rồi mình tiếp ha. These pronghorn are notable for the invariance of their migration route and the severity of its contusion of three bottlenecks. Rồi những cái con linh dương sừng nhánh này thì nó rất là đáng chú ý bởi cái sự bất biến về cái tuyến đường di cư của nó, và cái sự mà nghiêm trọng của cái việc co lại
tại ba cái nút thắt cổ chai. Ok, vậy ngay chỗ này nè các bạn, người ta hỏi tiếp: tuy nhiên bên đây cái tuyến đường của chúng diverge between these two areas contain three chấm chấm chấm. Tuy nhiên thì cái tuyến đường của chúng nè, giữa đồng bằng với lại gì các bạn, giữa đồng bằng với lại cái khu vực mà ở trên núi á, thì nó hai cái khu vực là đồng bằng với trên núi ha, nó chứa đựng truy truy cái gì. Nếu mà bạn nào nhanh tay lại mắt ngay chỗ này mình làm được ngay, đó là ba cái nút thắt cổ chai nè, bottlenecks, nó nằm ở ngay chỗ này, mình thấy chữ truy bottleneck liền liền. À, có nhiều bạn làm đúng cái này mà cũng không hiểu luôn, nhưng mà nếu mà mình hiểu thì mình sẽ cụ thể ngay chỗ này là gì. Những cái con này nè thì nó rất là đáng chú ý bởi vì cái tuyến di cư của nó ha, và ngay chỗ ba nó tuyến đường di cư mà bất biến và nó ngày càng nghiêm trọng bởi cái sự mà co lại hẹp lại tại ba cái nút thắt cổ chai. Về bên kia người ta hỏi ba cái gì thì mình lấy ba cái nút thắt cổ chai để vô thôi. Rồi xong. If they can pass through it up the tree during their spring migration, they can reach their bounty of summer grazing. Nếu mà chúng không thể vượt qua một trong ba cái nút thắt cổ chai này trong suốt cái cuộc di cư vào mùa xuân thì chúng không thể đến được cái khu vực mà đồng cỏ sum suê vào mùa hè. If they can, nếu mà chúng không thể pass through again in autumn, chúng không thể quay trở lại vào mùa thu, escaping south onto those wind clove plains, tức là vào mùa thu thì chúng sẽ quay ngược trở lại xuống dưới đồng bằng ha các bạn, để chuẩn bị đón mùa đông tới đó, và thoát khỏi cái miền nam vào đến những cái khu vực đồng bằng đầy gió. They are likely to die trying to overwinter in the deep snow, thì chúng nó dường như sẽ bị chết bởi cái việc mà vượt qua cái mùa đông ở trong tuyết sâu ha. Pronghorn depending on distant vision and speed to keep safe from predator. Những cái con linh dương sừng nhánh này thì nó phụ thuộc vào cái thị lực mà xa, tức là tầm nhìn xa và tốc độ để giữ cho chúng an toàn khỏi những cái con dã thú. Vậy ngay chỗ bên này là các bạn mình sẽ thấy được nó phục vụ cho cái câu trả lời là pronghorn hồi nãy mình có dịch rồi, là cái con linh dương sừng nhánh này nó tùy thuộc vào đe ai sai cái thị lực và cái gì để tránh dã thú, thì mình vừa mới đọc nó phụ thuộc vào thị lực và tốc độ ha. Ngay chỗ này nè, bên đây thì người ta nói ai sai thì bên đây người ta sẽ có distant vision. Rồi ok, nó phụ thuộc vào vision và tốc độ, vậy mình lấy, người ta cho bên kia là ai sai tương đương với vision rồi thì mình lấy speed mình để vô thôi. Rồi ok. Rồi mình tiếp: traverse high open shoulder upland where they can see and run, tức là vượt qua hồi nãy giữ chúng an toàn khỏi những cái con dã thú ha. Traverse là băng qua những cái bờ đất mà cao và mở, nơi mà chúng có thể nhìn thấy và chạy, tức là nhìn thấy những cái con dã thú thì chúng mới nhờ cái thị lực nè, tầm nhìn xa, và chúng có thể nhờ tốc độ mà chạy. Rồi at one of the bottlenecks, forested hill rise from a V, leaving a corridor of open ground only about 150 meters wide, filled with rabbit homes. Increasing development is leading toward a crisis for the pronghorn, threatening to choke up their passageway. Tức là tại một trong những cái nút thắt cổ chai thì cái đồi mà có những cái rừng đó các bạn, đồi rừng ha, thì mọc lên tạo thành một cái chữ V, hình chữ V, và để lại một cái hành lang mà nó chỉ mở đất mà mở chỉ có only nè, là chỉ ha. Các bạn lưu ý cái chữ này nó quan trọng lắm. Một hồi nữa người ta hỏi only about, tức là chỉ có 150 mét mà rộng thôi, và được làm đầy với những cái chỗ cư trú tư nhân, tức là có rất là nhiều sinh vật khác sinh sống ở đó nữa. Increasing, cái sự và phát triển không ngừng tăng lên này thì dẫn đến là cái sự khủng hoảng cho cái con linh dương sừng nhánh này, đe dọa là nó sẽ khóa bỏ cái lối đi này luôn, tức là họ chặt chốt lại cái lối đi mà của ngay cái nút thắt cổ chai này. Bởi vì mình tưởng tượng 150 mét mà ngoài thiên nhiên hoang dã thì nó sẽ rất là nhỏ hết các bạn. Như vậy bên đây cái câu 26 người ta mới hỏi là one problem is the construction of new homes in a narrow chấm 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 upland on the pronghorn route, tức là có một cái vấn đề là cái địa điểm mà xây dựng của những cái new home, là những cái chỗ sinh sống mới của mấy con thú khác á, in a narrow, hoặc là ngôi nhà mới, ngôi nhà mới có thể của thú khác cũng có thể của pronghorn, thì in a narrow, ở trong một cái khu vực gì đó mà nó chật hẹp của đất, thì trên cái tuyến đường đi của pronghorn. Như vậy hồi nãy mình thấy only about 150 meters wide, mà cái gì chỉ có 150 mét, nó là
corridor hả các bạn. Như vậy cái câu này là một câu khó, nhiều bạn sẽ kiếm không ra cái chữ này luôn. Nhưng mà khi mà mình biết cái chữ only này nè, thì nó tương đương với bên kia là cái chữ mà hẹp ha, nó là narrow, thì mình mới hiểu được là cái gì mà nó only about này thì nó là tương đương với cái chữ narrow bên kia, thì mình mới lấy chữ corridor mình điền vô được ha các bạn. Như vậy bên đây có một cái vấn đề là mình mới điền qua bên đây là chữ narrow cho cái này ha. Ok, one problem of construction in, đó đâu gõ nó, phím nó hết ăn thì mình gõ chỗ này là corridor. Rồi, có một cái vấn đề là cái gì đó hẹp, hẹp ở bên kia là bằng only ha, ở trên cái tuyến đường đi của mấy con linh dương sừng nhãn này. Rồi ok, mình qua đoạn cuối cùng, mặc dù mình đã làm xong hết 26 câu nhưng mà mình vẫn đọc để mình hiểu ha các bạn. Conservation scientists along with some biologists and land managers within the USA National Park Service and other agencies are now working to reserve migrational behavior, not just species and habitat. A national forest has recognized the part of the stronghold, most of which passes across its land, as protected migration corridor, but neither the Forest Service nor the Park Service can control what happens on private land at the bottleneck. And with certain other migrating species, the challenge is complicated further by vastly greater distances traversed, more jurisdiction, more border, more danger along the way. We will require wisdom and resoluteness to ensure that migrating species can continue their journey while longer. Rồi, các nhà khoa học về bảo tồn cùng với các nhà sinh vật học cũng như các nhà quản trị đất ở trong công viên quốc gia của Mỹ và những cơ quan khác thì đang làm việc để bảo tồn cái hành vi di cư không chỉ của loài và còn môi trường sống. Rừng quốc gia thì đã công nhận cái lối đi của linh dương sừng nhánh, mà phần lớn trong những cái lối đi này thì băng qua đất của nó, tức là đất của rừng quốc gia, như là một cái hành lang mà di cư đã được bảo vệ. Không chỉ cái sở lâm nghiệp mà còn là cái sở của công viên thì có thể kiểm soát, không thể kiểm soát những gì đang xảy ra trên một cái phần đất tư nhân tại nút thắt cổ chai. Và đối với một số loài di cư khác nào đó, một vài loài di cư khác ha, thì cái thách thức còn thậm chí phức tạp hơn, bởi vì cái vùng đất mà nó băng qua lớn hơn và nhiều cái thách thức về pháp lý hơn, nhiều biên giới hơn, nhiều cái sự nguy hiểm hơn dọc theo suốt đường đi. Nhưng mà chúng tôi sẽ yêu cầu sự khôn ngoan cũng như là cái sự cương quyết để đảm bảo những cái loài mà di cư này có thể tiếp tục cái tuyến đường của chúng trong một thời gian lâu hơn nữa. Như vậy mình vừa mới làm xong Passage 2 của Test Tree K11 ha các bạn.